Kim Cương, người mẹ trẻ và giáo viên tiểu học, đã làm nên điều kỳ diệu khi chinh phục 100 km tại giải Ultra Road Bình Dương cuối tháng 10, với vị trí thứ hai ở nhóm tuổi trên 30 sau 15 giờ 34 phút. Câu chuyện của cô bắt đầu từ tháng 12 năm 2019, khi cô tìm đến chạy bộ như một cách giải tỏa căng thẳng và trầm cảm sau khi sinh con thứ hai. Từ một người không thích thể thao, Kim Cương đã dành nhiều thời gian tập luyện và chỉ sau một tháng, cô tham gia giải chạy 10 km đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Chạy bộ không chỉ giúp cô vượt qua trầm cảm mà còn đưa cô đến những thành tích đáng nể như chinh phục cự ly 21 km sau 6 tháng và 42 km sau 1 năm. Với lịch trình bận rộn của một bà mẹ hai con và giáo viên, Kim Cương thường phải thức dậy từ 4 giờ sáng để tập luyện. Cô tin rằng với đam mê và quyết tâm, mọi người đều có thể sắp xếp được thời gian để theo đuổi mục tiêu của mình. Kim Cương đã tham gia trung bình 1-2 giải chạy mỗi tháng trong 4 năm qua, ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng. Cô mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người rằng ai cũng có thể chinh phục những mục tiêu cá nhân, dù khó khăn đến mức nào.